bạn có thể có 2-3 ngàn là các bạn có thể mua được chiếc xe cũ để chạy rồi. À, giá xăng cũng rẻ so với thu nhập. Mình mua chiếc xe đầu tiên, nếu mình nhớ không lầm, đó là chiếc Camry. À, mình mua chỉ có 2 ngàn thôi các bạn, xe rất là cũ. Bây giờ mình vào một cái khu vực, các bạn thấy đó, đường thì nó có nhìn nó có vẻ như là đồng quê hơn một chút, nhưng mà các bạn thấy xe cộ nó vẫn đi rất là tốt đó. Đường này là đường hay gọi chơi là đường làng, đường nhỏ đó, nhưng mà vẫn thấy đường làng đường nhỏ nhưng mà xe vẫn đi rất là thoải mái, vẫn rất là trống trải. Ở bên này đó thì các bạn thấy rằng là giá cả những chiếc xe rất là rẻ, một cái người mà có mức sống trung bình thôi đó, nếu mà họ đừng có kiếm, họ kiếm low end, tức là cái phân khúc thấp á, phân khúc giá rẻ của Honda hay Toyota, nhiều khi chỉ có 15 ngàn thôi mà cái mức lương là 5 ngàn một tháng, thì các bạn thấy là có thể chỉ cần dành dụm vài tháng cho tới nửa năm là mình có thể được mua được chiếc xe rồi. À, đúng không các bạn? Ví dụ như một chiếc xe brand các bạn có thể có 2-3 ngàn là các bạn có thể mua được chiếc xe cũ để chạy rồi. À, giá xăng cũng rẻ so với thu nhập. Còn những chiếc xe mới á, thì ví dụ như những cái hiệu như là Toyota, Honda phổ biến, mà Corolla chẳng hạn, phân khúc thấp á, thì nó có thể là khoảng 10 mấy ngàn, 13-15 ngàn là các bạn khó rồi. Còn những phân khúc cao hơn như Camry là nó sẽ khoảng around 20 ngàn, 30 ngàn. Còn những cái chiếc mà xe sang như là Mercedes, BMW chẳng hạn, thì bên này á, cái giá của nó cũng khá là phù hợp túi tiền. Thì các bạn thấy một phân khúc rẻ như vậy, một chiếc xe 15 ngàn hay là 12 ngàn chẳng hạn, thì các bạn ngay cả bạn mua xe mới mà thu nhập bình quân người ta 5 ngàn thì người ta cũng chỉ cần khoảng 3 tháng là người ta có thể mua được xe. Đó là chưa kể là trả góp nữa, các bạn có thể đào chỉ có 500 đồng thôi, 500 đô Mỹ thôi, là các bạn có thể sở hữu một chiếc xe mới hoàn hảo và trả góp trong vòng 3 năm, 5 năm, 8 năm tùy theo cái chọn lựa của mình. Thành ra là cái có thể nói là cái phương tiện đi lại tương đối dễ dàng và phù hợp túi tiền, rất là rẻ, xăng cũng rất là rẻ luôn. Một cái vấn đề mà Đức muốn chia sẻ đây là hồi xưa Đức qua Mỹ đó, mình Đức có luôn luôn nói tiết kiệm đầu tiên trên hết. Thì mình mua chiếc xe đầu tiên, nếu mình nhớ không lầm, đó là chiếc Camry. Mình mua chỉ có 2 ngàn thôi các bạn, xe rất là cũ. Như lúc đó là mình mua chiếc đó là khoảng đời của nó năm 82 á, tức là giả mình mua chiếc xe cũ gần 20 năm về trước. Giống như bây giờ năm 2022 thì bạn có thể mua chiếc xe mà khoảng 2002-2003 thì nó chắc chỉ có khoảng 2000 đô mà thôi. Đó là mình dành dụm như vậy. Đó là lý do sao chiếc đầu, và Đức cũng đi chiếc đó cũng tới 3-4 năm. Đó, rồi mình đổi lên một chiếc xe khác, nó mắc tiền hơn nhưng mà nó cũng chỉ khoảng 3.500. Đó là cách mà mình dành dụm, mình để dành. Và cái chiếc kia đó mình mua 2.000 chứ mình cũng bán lại cho người khác được 1.200. Các bạn thấy không? Thành ra là ở Mỹ á, cái chuyện đi lại á nó rất là thuận tiện. Và nhất vào cái thời điểm này, nhiều khi các bạn mua chiếc xe mới mà nhiều khi xe cũ còn mắc giá hơn xe mới, là tại vì nhu cầu vừa rồi vì vấn đề Covid đó các bạn. Rồi, thì chuyện đi lại Mỹ là vừa rồi Đức chia sẻ về cái xe của Đức mua như thế nào, cái thuận tiện ra làm sao và giá cả nó rất là phù hợp. Và mình đi xe nhiều khi mình cũng không có sợ mất giá quá nếu mà mình đi vào những cái phân khúc rẻ. Ý thức công cộng của người Mỹ rất là tốt, các bạn thấy không? Mình đi hầu như không có xe vượt và không có bấm kèn. Các bạn thấy không, ở Mỹ á, không có ai bấm tin in nổi hết á. Cái đó là điều mà Đức rất là ngạc nhiên. Xe thì nhiều mà thành phố đường rất là quiet và im lặng đó. Tới biển dừng là tự động dừng, cho dù không có cảnh sát ở đó, cho dù đường đông cả máy. Lúc nào Đức có dịp Đức sẽ chia sẻ những cái clip mà các bạn sẽ thấy là đường đông cả máy, ok, vẫn dừng, hễ đèn xanh đèn đỏ là dừng theo đúng luật nha. Chứ còn nhiều khi mình thấy mình về Việt Nam mình đi có nhiều lúc á, mình thấy có những cái đoạn đường là đèn đỏ nhưng mà phía bên kia đèn xanh, không ai đi hết, là bà con cứ đi luôn đó, cứ nhìn qua nhìn lại không thấy cảnh giác sát giao thông đâu là đi hết.
Còn bên này là nhiều khi Đức thấy là nguyên một đoạn đường nó không có một cảnh sát nào hết, kẹt xe, ùn tắc, nhưng bà con vẫn tự giác đèn đỏ, đèn xanh, đi bình thường. Và ngay cả top side thì có từng chiếc một. Và khi hệ thống giao thông nó hư, nó chớp nó hư, thì bà con vẫn tuân thủ nguyên tắc như thường. Thì mình thấy cái ý thức giao thông rất tốt, công cộng nó rất là tốt ha. Ví dụ những thành phố như Đức ở đó thì nó có những tuyến xe buýt cho mọi người đi tới đi lui, giá cả nó cũng rất là rẻ. Một túi tiền Đức nhớ như có 1 đồng 2 đồng gì đó cho một chuyến, thì bạn thấy so với lại income thu nhập á thì nó sẽ không đáng là bao nhiêu hết. Một ngày á minimum wage, tức là mức thu nhập thấp nhất mà phải trả là với lái xe 15-16 đồng một giờ, một ngày làm 8 tiếng là các bạn có thể làm trên 100 đồng rồi. Nhưng mà chuyện đi lại nhiều khi chỉ tốn có 1, 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng như vậy thôi. Tiền ăn các bạn cũng chỉ nhiều khi tốn khoảng 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng nếu mà các bạn ăn ngon đó, là tốt rồi. Còn những cái thành phố đông đúc như là New York thì các bạn không cần có xe luôn nha. Hệ thống phương tiện giao thông của New York công cộng nó là cực kỳ tốt. Các bạn có thể đi bất cứ ở đâu ở cái thành phố Manhattan mà mình không cần phải sở hữu một chiếc xe. Tại vì các bạn khi mà các bạn ở trong cái thành phố đó, sở hữu xe thì rất là khó, là tại vì nó không có đất. Ok, mà con sống apartment chung cư không có chỗ đậu xe, chỗ đậu xe rất là đắt đỏ. Nhiều khi chỗ đậu xe vài ngàn đô một tháng bằng cái chỗ mình ở luôn các bạn đó. Thành ra người ta sẽ không có chỗ đậu xe như vậy, và người ta sẽ đi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, thì nó gọi là tàu điện ngầm á. Thì Đức thấy ở New York hoặc là những thành phố lớn như San Francisco cũng vậy. Những thành phố lớn San Francisco khi mà những phương tiện cá nhân không đáp ứng phụ tiêu chuẩn, không phù hợp á, là tại vì không có chỗ đậu xe đông đúc, thì phương tiện giao thông công cộng rất là phổ biến. Thì Đức hy vọng một ngày nào đó Sài Gòn cũng như là Hà Nội sẽ có những phương tiện giao thông công cộng đáp ứng tiêu chuẩn mọi người, và không có người nào cần xe hơi nữa hết khi mà mình ở trong những thành đô thị lớn như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi với Đức nha. Có gì đăng ký với lại kênh YouTube của Đức. Có rất là nhiều điều thú vị mình Đức muốn tiếp tục chia sẻ với các bạn về lối sống, về văn hóa của Mỹ và những cái kinh nghiệm ở trường học để làm sao mình thành công, những cái kinh nghiệm đi làm sao các bạn có thể trở thành một nhân viên thành công. Các bạn hãy đăng ký với kênh Đức Phạm ở Mỹ để cùng Đức Phạm học nhiều điều hay và mới mẻ các bạn nhé.